Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì như đã hứa với mọi người là mình sẽ lên ở trên này. Ngày trước là lên trên này để thăm một cô mà không có chồng, mà nuôi hai người con, mà cuộc sống gia đình vô cùng là khó khăn tại một cái ngôi bản làng sắt với hàng rào biên giới. Từ cái vị trí những cái ngôi bản này vào hàng rào biên giới là chưa đến một cây số, cả đến đến hàng rào của Trung Quốc rồi. Thì hôm nay thì tiện thể mà San lên ở trên này để phát quần áo cho các em nhỏ, thì San sẽ vào thăm gia đình và nói chuyện về tìm hiểu về cái cuộc sống của gia đình chị. Gia đình chắc là gọi bằng chị cũng được hoặc cô cũng được, nhưng mà gọi bằng chị cho thân thiết, gia đình chị cho mọi người cùng thấy một chút cái cuộc sống của chị khi mà không có một người đàn ông ở bên cạnh sẽ như thế nào các bạn nhé. Đây là cái con đường đi vào ở gia đình của chị đây. Các bạn thấy là hầu hết là đi bộ thôi. Mọi người sẽ không có đi xe được. Rất là chân. Và khi mình đi bộ như thế này, nhưng mà phải chú ý là mình San còn sợ là mình ngã bất kỳ lúc nào không biết. Đây em chào chị. Nhà mình ngay bên cạnh của chị đây à? Đây đây xem à. Xem con của chị có các con nhỏ thì cho quần áo cho các con. Em về phát quần áo cho các em nhỏ ở vùng cao á. Đây đây xem. Chị có nhỏ không bà? Có hai cô. Dạ. Cái bé ra lấy quần áo đi. Vâng. Không cho chị tự chọn cũng được. Vậy ra bên này chị được chọn. Anh có ở nhà không? Có. Dạ. Anh không à? Anh không à? À. Anh đi đâu rồi? Về rồi. Dạ. Về nhà. Vâng. Đây. Cho mẹ ra đi cho quần áo đi. Xem cái bộ nào tí nó cho. Con của chị bên này. Mẹ, tôi này. Chúng mình thấy tôi nào nào. Tắt điện thoại đi con. Tắt điện thoại. Nhà nền đất của nhà chị đây này các bạn này. Giống như là giống như cái ruộng nhỉ. Sao cái nền này nó lại nứt to thế nhỉ? Vâng, cho bé đấy đi, cho con trai đấy đi. Chỉ một trai một gái à? Tí nữa. Có gái rồi. À mất à? Vâng. Tí nữa em nhờ chị ra bên này để em nói chuyện với chị bên này một tí. Vâng. Hay chị đấy, chị bên này là về đây bên này lâu chưa? Con trai có mặt được mà nhỉ? Chưa. Con trai con gái cũng được. Con trai còn đẹp đấy chứ. Áo này là nhà trường phát à? Vâng. Em thấy để ra chú mặc cái này. Chắc là không phải nhà trường đâu, cũng là một cái kết nối yêu thương này, một đoàn từ thiện nào đấy. Mày thấy không có tiền mua áo cho con mà. Dạ. Không có tiền mạng nên không có tiền mua nên là cái áo này cũng có mẹ mua thôi. Mẹ mua à? Thầy này nút đệ không có tiền mua đâu, mẹ cũng mua. Thế hai vợ chồng là ngoài làm ruộng ra còn làm cái gì chị? Không có rửa là bố cho một tí cho A thôi. Nghĩa là không có ruộng? Ừ. Bố cho một tí đất thì em vào nhà một tí được không? Là... Em xem nào. À nhưng mà... Ui cái nền nhà này em thấy là nền nhà kỳ lạ nhất từ trước đến nay. Không hiểu sao mà cái đất này nó lại bị nứt cái nhà nhỉ? Lũ lại thì nó trời mưa to thì nắng, nóng. Thì vẫn còn giống như kiểu là mình đi thì biết rơi vào những cái ránh này. Ôi, nhà chị là có cái nhà không thôi, cũng chả có gì cả ngoài vài bao thóc ở ngoài kia, quần áo cũng thấy là không có đủ mạng. Này cái bếp ở vị trí này đấy. Ok em nhờ chị một tí sang bên này một tí được không? Sang bên này nói chuyện với chị một tí đi, còn vài bộ tí nữa mình cho các bé sao, nhưng mà cứ đeo vào đây đó. Con gái sao? Nhà chị là mỗi nhà ở ngay một trên một cái đồi luôn nhỉ? Mình ở một nơi ngoài chị bên này. Nếu mà bốn mấy thì có thể mình gọi bằng cô cũng được. Ô, nhưng mà cô vừa xuống sao không thấy đâu? Đây này, cả một cái khu này là chỉ có hai gia đình này thôi. Cô chắc phải trong nhà chứ.
Đây nhà cô đây các bạn. Các bạn thấy là một cái căn nhà khi mà nhìn từ cái góc này ấy, các bạn sẽ thấy là vô cùng là nhỏ. Và đặc biệt nữa là, đấy các bạn thấy chưa, bây giờ mình vào xem gia đình một chút. Đây là trước vào nhà cửa đây các bạn. Xung quanh toàn bộ là rào bằng kia, cái che hết. Hôm qua là chị chở con gái về rồi à? Nhà rất là chật chội. Đây con gái, à đây con gái chào con nhé. Con hôm qua vừa về à? À hôm qua mẹ đi chở. Ui, thế là ba người là ngủ ở giường này á con. Con thì không có quần áo vừa rồi nhưng mà tí nữa chú cho tiền mua sao nhá. Hơi bé tí nhỉ? À không bé đâu. Không bé vừa. Áo bên này dài. Ui bé vẫn mặc cái áo phông này. Không có đuôi chứ vẫn có đuôi á. Mặc vào nó là hơi trẻ một tí. Nhưng mà ấm là được. Hôm qua là chị đi ở dưới Ba Tần thăm con, sau đó chở con gái về. Đúng không chị? Vâng. Đây này, cái căn bếp nhỏ nhỏ luôn của ba mẹ con ở đây. Thế là thế là nhà chị là ở đây lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi á? Có sợ đâu. Nhưng mà trước là chị ở đâu? Trước là chị đi lấy chồng là ở chồng người Mạng ấy. Người Mạng á? Thế là lấy người Mạng hay là lấy người... Lấy người Mạng. Đó cái này, cái thế này. Là nhà con là trước ở bên kia à? Bố con ở đâu? Bản Phò á? Nhưng mà đấy là người Mảng hay là người gì? Đấy là người Mông và cháu. Người Mông á? À, bản Phò một tiết là ở ngoài kia đúng không? Thế là con với mẹ về đây. Nhưng mà thế là từ trước là bố mẹ vì sao lại không ở với nhau á? Con không biết á? Con năm nay học lớp 7 à? Bạn bị làm sao đây, con bé chơi à? Chú xem nào, vén tóc ra chú xem nào, xinh gái thế. Xinh gái thật mà bé xinh gái. Con học lớp con học lớp 7 ở Ba Tần đúng không? Đây chú biết để hôm nào chú cũng gần Ba Tần thôi. Chú có thể là vào đấy chơi. Đây là cái căn nhà nhỏ nhỏ bên trên toàn bằng bạn hết. Cái bạn này cũng lập chưa lâu mấy nhỉ? Chắc là không dọn các bạn ạ. Nên là xung quanh mấy mẹ con này chắc xem là có thóc gạo gì không. Cái này gạo à? Mua về hay là gạo là mình mua à? Mọi người cho á? Thế con đi học thì mẹ kiếm được tiền cho con đi học không? Có á? Mẹ đi làm thuê à? Hay là kiếm tiền ở đâu? Đi làm thuê. Đúng giỏi đấy. Bây giờ mấy mẹ con sống ở đây cũng rất là khổ. Không biết được là đã mọi người đã quan tâm và chính sách không biết có đoàn nào đã muốn hỗ trợ cho nhà chị làm nhà hay chưa nhỉ? Nhà chị này á. Chị là tên gì nhỉ chị? Tên là Vàng Thị Váng. Vàng Thị Váng à? Thế còn em gái? Con tên thì Giàng Thị Sinh. Giàng Thị Sinh à? Tên rất đẹp. Xinh gái. Xinh gái thật mà. Thế em vé cái gì ở đây? Con được uống. Mẹ vé chơi á? Hay là con tự vé? Con tự vé. Con tự vé à? À? Lớn rồi đấy. Thì cố gắng học giỏi nhá. Không có áo mà, thế đây là em gái. Em gái chắc là có cái bộ của nhà trường phát. Bởi vì là mẹ một mình á. Trong người nhà mà không có đàn ông thì cũng vất vả lắm. Thế là vì sao ngày chị hỏi thử xem là vì sao ngày xưa bố hai vợ chồng lại bỏ nhau? Về chạy nếu là xích trò nào. Ôi là khi là khi sĩ hậu ấy. Nghĩa là khi lúc như ấy là xích trò ấy. Mẹ bảo là lúc thì hai vợ chồng muốn cãi nhau. Vợ cũng cô yêu, chồng chú cô yêu vợ thì mới chia tay. Nhưng mà đây là mẹ của chị á? Không phải. Không phải, vừa nãy nghe chị bảo mẹ bảo tưởng là mẹ của chị. À, là mẹ của mẹ. Thế là hai vợ chồng cãi nhau. Sau đó là, nhưng mà chồng có rượu chè gì không?
nào từ chưa bỏ hỏi trái tim có à? Người Mảng đúng không? Thế sao vừa nãy bé bảo là bố là ở bản Pho người Mông mà phần Mông thì mới lấy hai chồng rồi chồng Mông chồng Mảng à, thế là hai bé là có chung chung bố không đấy? Chung bố người Mông hai bé à. Có một con gái đó đi lấy chồng người Mảng không? Ý hỏi là cái ý hỏi là quan trọng là cái bố mẹ của hai bé à, bố của hai bé chứ không, không về chồng sao thì không quan trọng. Mà hỏi em cũng biết không, chắc là em cái thời đấy chắc không biết em biết không. Lúc đấy con có biết là à, bây giờ bố mình hai về thăm mình không con? Hai con đấy. Bố không về à? Thế bố là từ trước mẹ về đây là bố không về một lần nào luôn. Đấy, bỏ rơi hai con. Mẹ tự làm đấy, giỏi đấy. Bỏ rơi hai con đi theo mẹ như thế này. Nhưng mà đối với mình thì một người đàn ông chắc có lẽ là mình không nỡ bỏ các con như thế này các bạn. Bởi vì là xung quanh này là mọi người. Chị tự rào bằng cây tre. Ngày trước là về đến đây là mẹ làm luôn ngôi nhà này hay là mình ở nhờ? Ở nhờ chỗ nào? Ở trên kia? Hay là ở đây? Nhưng mà đất này là mọi người cho hay là mình muốn gì là mình muốn ở cũng được không? Mọi người cho. Người cho. À. Đây ra ngoài này chú, ra ngoài này với chú một tí, chú xem xung quanh nhà một tí. Ở đây đi con, không ngại đâu. Đây là cái vườn dao. Vườn dao ngay ở bên dưới này. Đây, nhà của cháu Sinh. Ở bên kia là mình để củi đúng không? Ừ. Bé lớn rồi đấy, bé cao bằng chú rồi đấy. Cao hơn mẹ rồi. Để con lấy chồng sớm nhá. Mọi người trên này lấy chồng sớm lắm ấy. Lớp 9 con đi kiếm được tiền rồi đấy. Bên trên này chưa dội đâu đúng không chị? Cái này lập lâu chưa? Con. Cú là cú ở bên kia thôi. Lâu rồi á. Cái cây cú là bên này. Còn bên này là có phải vườn dao nhà mình không bên này á? Đây vườn dao nhà mình à? Nên đi nào. Em xem nào. Và em xem bên này một tí. Bữa nãy mình nhìn từ góc kia. Ôi. Đây chị toàn bộ là lập bằng bạn hết cả những cái lán để củi. Thực sự mà ở trên này á, kinh tế thì quá là khó khăn luôn. Khi mà nhìn từ góc này mọi người sẽ thấy bao quát được cái ngôi nhà vô cùng nhỏ. Ba người sinh sống ở đây. Lần đầu tiên mình thấy một cái hoàn cảnh của ba mẹ con khi mà không có một người đàn ông ở nhà thì sẽ vất vả như thế nào. Ở nhà mình không được hộ nghèo mà con? Có. Thế sao bé bảo không được? Ấy giờ là tiền giờ đi lớp tiền nếp của nhau chất lưỡi ít chút chúng nó cũng mất nhiệt lắm nè. Hộ nghèo ha. Có à chị? Có. Không được à? Có được thì bé đi học cũng được mấy ít tiền rồi vậy thôi. Nhưng mà mỗi tuần là tuần nào cũng về hay là con đi học là mẹ không biết lái xe không? Không biết. Thế lúc mẹ đi đón con thì ai chở? Con tự về. Tự đi bộ về à? Hôm qua đi bộ về à con? Đi bộ. Đi bộ. Ý là người ta thấy là người ta mọi người đi đường thấy là xe trống là mọi người chở, còn không là con đi bộ hết. Ôi từ năm lớp 6 là phải đi rồi nhỉ? Lớp 6 em gái là ở phòng 1. À lớp 6 ở bên đấy vừa sang bên này sau đó là mới phải đi bộ sang bên này được một năm rồi đúng không con? À ôi ôi ở đây đi phải ở đây chắc phải 30 cây chứ. Chắc cũng không đến đâu, đường hơi vòng vèo quá thôi. Không đến 30 cây. Đấy nên là mỗi lần đi họp ở đây. Thế thì là con đi họp mấy mấy tiếng? Để đi Sinh. Em đi học
bộ là đi mấy tiếng? 2 tiếng á? Không biết bao nhiêu tiếng. Không biết bao nhiêu tiếng. Có điện thoại mà không xem. Có mẹ. Điện thoại dùng à? Có. Mẹ mua mẹ cho cái đèn à? Hôm qua mẹ mua ấy. Đây chú xem nào. Đây. Hôm qua mẹ vừa mua à? À mẹ kiếm. Mẹ cũng thương con đấy. Mẹ sao cứ dập chân đấy con? À mẹ vừa mua cho. Điện thoại mới luôn à? Để dùng để họp nhá. Điện thoại thì phải dùng để họp. Chứ nhiều khi mà các bé là dùng điện thoại không có biết là công dụng với điện thoại như thế nào. Tại vì đấy. Oppo gì ấy? Đúng không? Ừ. Oppo hay là Samsung? Okay. Oppo à? Ừ. Cái này là em bảo mẹ mua đúng không? Mẹ mua bao nhiêu tiền? 1 triệu. 1 triệu thôi á? Ừ. Không máy cú à? Máy cú mà nhiều khi này. Máy cú ấy cô? Ừ, nó cũng nhiều khi chú á. À, chắc là mua tiền. Không có tiền đúng không? Không có tiền mua. Nhà mình ăn trưa chưa? Cô? Tối rồi. Ăn trưa chưa con? Chưa. Chưa. Có thứ để nấu. Thế sao? Không nấu ăn trưa đi, chắc đói chứ. Về suy em thì em muốn bảo thì ở cũng được. Nghĩa là cái đất này là coi như có khi là rừng cấm ấy. Coi như là cái rừng cấm nên mọi người ở trên này không cần xin. Cái đó là cái may mắn. Sợ rằng là cái chỗ đất này cũng ở nhờ nữa thì mệt đấy. Lúc nào mà giả sử như có các bác mà giúp đỡ được mình làm ngôi nhà thì cũng mệt. À, chị có thể hỏi được cô là bây giờ thì mình quyết định sống ở đây hay là nếu mà có ai, nghĩa là có các ai mà giúp vào nhà muốn lấy chị thì chị lại đi theo người đấy hay là chỉ quyết định là cha bắt con thế? Mỹ từ tương là ôi nhớ nó là ôi dần rồi lên mũ nè. Không lấy đâu. Không lấy nữa đúng không? Ừ, đây, đây. Thế hai con. Và đây để tự chăm hai con nữa đúng không? Vâng. Và cái đó thì thực ra em thì em cũng đi thiện nguyện rất là nhiều nơi. Cũng giúp đỡ rất là nhiều những hoàn cảnh. Thì có thể là những video mà em đưa lên hy vọng là sẽ nhận được mọi người quan tâm. Và nếu như được thì sẽ giúp hai mẹ con sửa sang lại, làm lại cái ngôi nhà. Bởi vì là ba mẹ con sống cái ngôi nhà này cũng quá là chật chội và hẹp. Đặc biệt là mọi người cũng có thể thấy được là bằng bạn như thế này thì nếu mà rõ mà to thì em sợ là bay đi lúc nào không biết. Ở trên này là một cái đồi mà không có cây cối như này cũng sợ lắm ấy. Nhà chị cũng ở bên này cũng sợ gió chứ nhỉ? Không sợ. Không sợ à? Đúng rồi, đáp trên kiên cố lắm ấy, không phải đùa đâu. Cũng bay vài tấm pro đây. Bay những cái nóc bên cạnh ấy. Thế nhà con không sợ à? Không sợ gió à? Không. Là trời mưa thì gió to thì trốn ở đâu? Trốn ở nhà chị á? À. Hôm nay mùa đông này lạnh lắm. Cái này chỗ nào cũng trùng. Mùa đông như này cũng lạnh, ở trên này thực ra thì mấy ngày nay còn đỡ hơn một chút đấy. Nhiều khi mà buổi sáng với ban đêm thì chắc chắn là rất lạnh rồi. Thế là ngày mai con lại đi họp à? Chưa. Chuyện nhà mới đi. À, chưa, ngày mai là... Ngày mai là thứ bảy thôi nhỉ? Em nhớ nhầm. Thì hôm nay chú đến đây á, thì không có gì. Chú sẽ thấy gia đình của mấy mẹ con rất là khổ. Thì chú... Thế là trích của các cô chú để giúp chú là làm YouTube. Con xem YouTube bao giờ chưa? Xem rồi đúng không? Chú làm YouTube đấy thì chú giúp cho mấy mẹ con là 1 triệu đồng là của cô Nhân Trương ở Mỹ, ở nước ngoài á. Nói là ở nước ngoài thì mọi người sẽ hiểu hơn. Cô Nhân Trương ở nước ngoài á, gửi cho ba mẹ con để trang trải cuộc sống cũng như là xem là mắm muối mì chính thiếu thốn cái gì thì mua nhá. Bên trong nhà thì mình có mắm muối mì chính có không? Không á? Để chú xem cho em nào. sao lại vẽ cái gì đây? Lấy cái son. Son á? Son tô chơi á? Thế thôi này, con cầm hộ cho mẹ. Rồi đây là chị bảo với này, hoặc là con bảo với mẹ đây là tiền của cô Nhân Trương ở nước ngoài. Thì chú gửi hộ cho
các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đấy nhé con nhé. Em xin chú. Gọi bằng chú là với chú, bởi vì là chú cũng có vợ rồi á, vợ con rồi á. Nếu mà để nếu mà cho không mẹ có nhá. Để cho mẹ cất vào nhá. Để hôm nào đi học còn có tiền đi học. Thế là mỗi một tuần đi học là mẹ cho bao nhiêu tiền? Mẹ cho 20, gọi là 30. 20.000. 20.000 thì tiêu kiểu gì nhỉ? thế là lúc đấy là con xuống dưới kia con mua cái gì 20.000 thì? Con lúc nào con muốn ăn kẹo thì con đi mua kẹo ăn. Nhưng mà có đủ mua dầu gội không? Có á. Tại một trong những cái trung tâm xá mà rất phát triển ở xá Ba Tần thì chú nghĩ là mọi người nhiều khi nếu mà chú học ở đấy có khi là một tuần phải 500.000, sợ là không đủ tiêu thật. Mà một tuần cho 20.000 thì không biết như thế nào. Ở dưới kia con có đi làm phụ, nghĩa là có bao giờ có thời gian đi làm ở ngoài kiếm tiền không? Không à? Đang học cấp 2 Cấp 2 thì quản lý rồi, đến cấp 3. Cấp 3 cũng không được, nên đại học với cao đẳng. Chú hỏi một tí cái này nữa. Là con có dự định là con học hết lớp mấy? Con học đến lớp 9 thôi. Lớp 9 thôi à? Không học nữa? Mẹ bảo à? Chẳng không có tiền. Mẹ bảo là học hết lớp 9 thôi đúng không? Vâng. Mẹ là không có tiền, không có ai giúp mẹ thì mẹ không cho học đó. Vâng. Học hết lớp 9 thì về giúp mẹ. Nhưng mà gia đình có nương giấy để làm ăn không chị? Nhà cô có nương giấy để làm không? Không. Không thì ở đây để làm gì? Đấy, học xong lớp 9 về nhà để làm gì? Cô hàng ngày đi kiếm gì để kiếm ra tiền đấy chị? Cô thế mẹ hàng là kiếm đâu ra tiền hàng ngày á? Không biết. Thái cũng không được một nhìn đâu. À, có khi là đào mấy cái nghệ ở bên này này. Mấy cái nghệ trồng linh tinh này để bán thôi. Nếu mà học xong lớp 9 mà không có nương rẫy gì ấy thì nhiều khi chú nghĩ là nghỉ cũng không có việc gì làm. Nhiều khi nếu mà có tiền thì học, nếu mà mong muốn học thì học tiếp, còn không thì chỉ có đi làm thuê bung bê những cái ở các quán cũng sẽ đỡ hơn một chút, tự con trang trải cuộc sống. Để có thể là cho em trai đi học. Coi như là mình cái này là cái dự tính của chú thôi, bởi vì là nhiều khi mình phải kiếm tiền để nuôi cho em trai họ ấy. Là như vậy cái dự tính. Còn qua video này thì như San đã nói, mong các bác là sẽ giúp đỡ mấy mẹ con nhé các bác. Mấy mẹ con, ba mẹ con, đặc biệt là cô thì hai con đều đi học hết, như vậy thì cũng rất là tốn kinh phí. Nếu mà Nam cũng có một cái hội này được cái gì không? Xem là cái chú này có chắc chắn không? Cái này cô tự buộc hết à? Không có ai giúp à? Không có anh em họ hàng gì đây à? Nhưng mà ngày xưa cô không phải người ở bản này à? Mẹ người ở bản nào? Mẹ bản này. À, ngày xưa là ở bản này đúng không? À, thế là ông bà ngoại ở bên này thôi đúng không? Ở trên kia. Trên này nhưng mà ở Lùng Thàn. Ôi dồi, tít là Lùng Thàn, xa thế. Thì đây đi Lùng Thàn chắc phải hơn chục, không đến chục cây đâu, nhưng mà đường rất hỏng. Một lần mà San đi địch đi nhưng mà không dám đi đến ở Lùng Thàn đâu, trên đấy. Bây giờ ông bà ngoại tít bên này. Thế thôi, mấy mẹ con nấu ăn đi. Mẹ con nấu ăn đi, cho tiền mẹ cất nhá. Chắc là chú cũng về đây con ạ. Vâng. Đây, chắc là lấy số của Sinh để lúc nào nếu mà có dịp thì chú sẽ... Hôm qua có mua được sim không con? Mẹ cho mang cái chú mới nhìn căn cước công dân á. Nên là không có sim à? Biết là lấy chưa. Lấy sim chưa? Có. Thế sao không có căn cước sao là lấy được sim nhỉ? Lấy sim mạng á. Sim mạng á? Sim mạng vẫn gọi được mà. Sim mạng vẫn gọi được đúng không? Thế hôm qua là cô là ai chở cô đi thăm con? Đi bộ đi thăm con. Đấy. Nhưng mà sau đó hai mẹ con đi bộ về. Có phải không? Lúc đi chợ cô đi bộ. Thế. Quá là vất. Đáng lẽ bằng cái tuổi của cô là cố gắng tập xe máy để mua một chiếc xe máy để đi. Nhưng mà không có. Đúng, khẩu đó. À, Tết thì cô bảo chị này đi, em bảo chị là sợ quá.
Tin nhá. Thế con ừ. con già một tí thì sợ. Đang lái bằng sinh này á, nhiều các bạn ở trên này đã lái xe rồi đấy. Vâng. Nhưng mà gia đình không có. Nhưng mà gia đình không có xe thì biết làm sao bây giờ. Nếu mà bảo chị, nếu mà tập thì cứ tập đi, nếu mà có duyên ấy thì em sẽ đồng hành cùng với mọi người để mua một chiếc xe cho chị. Vâng. Để đi. Là thì gọi nhưng nó mua cho xe nó là giờ yếu xe nè. Em chỉ tao cá mà cậy hết tàu nó. Con biết lái xe chưa sinh? Chưa. Ừ, chưa có xe sờ bao giờ. Thế thôi chú chắc là cô và cháu về luôn đây cô. Thế chú về đi sinh nhá. Thế em bảo em về đi chị. Thế thôi nhá. Vâng. Gia đình ở lại này khỏe nhá. Con trai đâu? Con trai trong nhà. Các bạn ơi, hôm nay thì có lẽ là San cũng kết thúc video tại đây thôi. Bởi vì là hôm nay San mượt cái micro của mọi người, mượt cái micro của bạn á, là cái loại mic rẻ nên là khi mà nói chuyện thì mình cảm giác là không được âm êm như là những cái video trước. Bởi vì là micro thì của San hỏng đi chưa mua được ấy các bạn. Đây là cái căn nhà mà của ba mẹ con em sinh, cháu sinh. Thì hôm nay đến đây thăm gia đình á, cũng mong các bác mọi người chia sẻ video này đến với các mạnh thường quân để đồng hành cùng với San để giúp đỡ gia đình. Thứ nhất là cái điều là phải giúp đỡ gia đình là sửa sang lại cái ngôi nhà. Thứ hai nếu mà có nữa thì cho mẹ của sinh một chiếc xe để đưa đón con đi học. Như các bác nghe rồi đấy, hai ba mẹ con khi mà hai mẹ con từ mẹ từ đi bộ hơn 20 mấy cây số đi thăm con, sau đó hai mẹ con lại đi bộ về cả một ngày trời, có khi là đi về đến nhà là tối hết rồi. Nên là ngày hôm nay thì không có chia sẻ quá là dài cho cùng với mọi người nữa. Những cái bộ quần áo mà của cô Hạnh ở thành phố Hồ Chí Minh gửi tiền cho San mua thì San cũng mua được hơn 30 bộ là để phát cho các em từ chắc là hơn 2 tháng nay rồi. San đi đâu mà gặp các cháu nhỏ thì San cho các cháu. Còn hôm nay thì San trích 1 triệu đồng của cô Nhân Trương ở Mỹ để gửi cho gia đình em sinh, cháu sinh để mua đồ dùng cũng như là trang trải cuộc sống hiện tại bây giờ. Ngày hôm nay tập dừng video tại đây thôi. Cảm ơn mọi người. Chào tạm biệt các bạn.